Bài thứ hai thì anh sẽ phát trình bày là về bài điện tâm đồ trong blog dẫn truyền nội thất. Blog dẫn truyền nội thất, chúng ta sẽ thấy được là xung động từ nhĩ xuống thất thì đi qua nút. Nếu như trong trường hợp mà bị block trên cái quãng đường đấy thì gọi là block nhĩ thất. Vậy thì bài đấy thì sẽ có trình bày ở những bài sau nữa. Thế còn trong trường hợp mà có block dẫn truyền nội thất, tức là tất cả những cái tình trạng chậm trễ về mặt dẫn truyền hay là đứt đường dẫn truyền một phần hay là toàn phần, tạm thời hay là hoàn hay là vĩnh viễn, thì nó đều xảy ra ở dưới vị trí của bo hít. Thế thì 7 bước đọc điện tim một cách có hệ thống thì bác sĩ Kiên cũng đã trình bày về điều này rất là kỹ. Thứ nhất là xác định tần số và chủ nhịp cũng như là các cái khoảng, như khoảng PR hay là khoảng PQ hay là phúc độ QRS độ rộng, hay là khoảng STT hay là khoảng QT để phát hiện ra một số bất thường. Tiếp theo là gì? Chúng ta xác định được trục điện tim và sự có mặt của block phân nhánh. Hôm nay bác sĩ Kiên cũng có trình bày một cái ý, đó là gì? Nếu như bệnh nhân mà có trục điện tim bất thường mà QRS lại thanh mảnh thì chúng ta rất rất cần là đi phát hiện xem là bệnh nhân liệu có block phân nhánh hay không. Tại vì nếu như trục điện tim của bệnh nhân mà lệch sang bên trái và kèm theo đấy là QRS hoàn toàn thanh mảnh thì rất có thể là bệnh nhân này có block phân nhánh bên trong đấy, và chúng ta cần phải phân tích rất là kỹ. Sự xác định của sự có mặt của phì đại các buồng tim như là nhĩ thất thì là lấy bài vừa rồi. Bước thứ 4 là gì? Là xác định sự có mặt của block nhánh. Block nhánh ở đây có nghĩa là block nhánh phải hay block nhánh trái. Trong trường hợp mà block nhánh trái là một trong những cái dấu hiệu chỉ điểm của nhồi máu cơ tim hay là bệnh tim tiền mãn cục bộ là chúng ta cần bắt buộc phải nhận biết được. Xác định sự thay đổi của QRST và định khu vị trí thiếu máu cục bộ cơ tim hay là nhồi máu cơ tim. Các bất thường khác đi kèm như là gì? Bệnh nhân này có các bất thường về khoảng QT, ví dụ như QT dài, QT ngắn, hay là có sóng T STT để trên xuống T âm hình lấy chén trong trường hợp mà bệnh lý ngộ độc thuốc hay là bệnh lý cây nhi ông. Và sau đó thì mình sẽ đưa ra kết luận cuối cùng về chẩn đoán điện tâm đồ. Thì hệ thống dẫn truyền trong tim thì bác sĩ Kiên trình bày rất là kỹ rồi. Sau khi khử cực nút xoang thì chúng ta sẽ xung động khử cực đi qua nút nhĩ thất xuống bó hít, và sau đấy thì khử cực xuống vùng vách liên thất chia làm hai nhánh là nhánh phải và nhánh trái. Nhánh phải thì chúng ta khử cực toàn bộ vùng cơ tim bên phải, và nhánh trái thì chia làm hai nhánh nhỏ hơn, đấy gọi là gì? Nhánh trái trước và nhánh trái sau. Nhánh trái trước và nhánh trái sau thì khử cực cho vùng thành trước, vùng thành sau của tâm thất trái, và cụ thể là nó sẽ chi phối cái phần của cơ nhú trước và cơ nhú sau. Thì hệ thống dẫn truyền trong tim bình thường thì đây chính là một cái hệ thống 4 vector khử cực cơ bản trong tim của bệnh nhân. Thế thì đầu tiên là vector từ cùng vách, vector của cùng mỏm, và vector của thành bên, và vector của vùng đáy. Thì tổng của 4 vector này sẽ tạo ra phúc bộ QRS bình thường. Như vậy thì khi có block nhánh xảy ra thì chúng ta sẽ phát hiện như thế nào? Thì trong bài này thì ngoài là chúng ta cần nhớ được tiêu chuẩn chẩn đoán của block nhánh phải. Thực ra là ngày xưa đi học thì các thầy cô cứ gạch đầu dòng 1, 2, 3, 4, 5 các tiêu chuẩn của block nhánh. Tuy nhiên thì để mà áp dụng được, để mà nhớ được trong từng trường hợp, hay là mình đi tìm trên điện tâm đồ bệnh nhân có dấu hiệu đấy xong rồi soi lại là vậy có phù hợp với tiêu chuẩn mà thầy cô đưa ra hay không thì nó sẽ rất là mất thời gian. Như vậy là trong trường hợp này mình áp dụng cơ chế vector và mình có thể lý giải được là tại sao trong block nhánh phải lại có hình dạng tai thỏ. Và mục tiêu thứ ba là phân loại các dạng block nhánh phải cũng như là phân biệt block nhánh phải với một số hiện tượng là tái cực sớm. Điều này rất là quan trọng bởi vì là gì? Hiện tượng tái cực sớm trước đây chúng ta thấy rằng là toàn là nói một cách quán tính là tái cực sớm lành tính, nhưng tuy nhiên thì bây giờ sau khi nghiên cứu kỹ về các cái cơ chế đột tử liên quan đến tái cực sớm thì chúng ta thấy là tái cực sớm thì không hề lành tính thế nào, và cái phần mà tái cực sớm lành tính nó chỉ là một phần rất là nhỏ thôi. Đây là mô phỏng của hệ thống dẫn truyền trong tim. Thì sau khi xung động đi qua bo hít thì tách ra nhánh trái và nhánh phải. Trong trường hợp này thì chúng ta có là block nhánh phải. Block nhánh phải thì khi đấy xung động ưu thế dẫn truyền và khử cực toàn bộ vùng cơ tim bên phải. Vùng cơ tim bên trái. Sau khi khử cực toàn bộ vùng cơ tim bên trái thì theo mạng Purkinje và cơ chế lan truyền tin thông qua là cửa sổ giữa màng tế bào thì sẽ khử cực vector khử cực sẽ quay sang khử cực toàn bộ vùng cơ tim bên trái. Bên phải. Như vậy là khử cực cơ tim bên trái diễn ra trước, sau đấy thì mới đến khử cực vùng cơ tim bên phải. Thế thì khi block nhánh phải xảy ra, toàn bộ vùng cơ tim bên phải, vùng vector khử cực vùng vách thì vẫn diễn ra.
Đây là một vector nhỏ mà chúng ta thấy được ở đây. Vector khử cực vùng vùng mỏm thì bình thường nó sẽ bao gồm là vùng nội tâm mạc của thất trái và nội tâm mạc của thất phải. Vậy thì khi mà nội tâm mạc của thất phải bị block, tức là không diễn ra quá trình khử cực của phía nội tâm mạc của thất phải mà chỉ đơn thuần là có vùng khử cực của nội tâm mạc của thất trái, thì sẽ tạo ra một cái vector hướng lệch hoàn toàn sang bên trái. Khi mà vector đây chính là cái thành phần thứ hai tạo nên một cái sóng R dương cao ở V6. Nó ngược lại một chút thì là sau khi khử cực vùng vách trong ấy, thì chúng ta sẽ có một vector nhỏ và hướng về phía V1, và đấy là hình ảnh tạo ra một cái sóng R nhỏ đầu tiên ở V1. Sau đó vector khử cực vùng vách tương thế với bên trái hướng về phía V5, V6, dẫn đến là tạo ra một cái sóng S, tức là một cái vector âm về phía V1. Và vì là cái vector khử cực vùng vách này hướng về phía V5, V6 nên tạo ra một cái sóng R dương cao ở V5, ở vùng cơ tim bên trái, tức là V5, V6. Sau khi mà khử cực toàn bộ vùng cơ thất trái thì theo cơ chế lan truyền tế bào, xung động khử cực lan hướng thẳng sang vùng cơ tim bên phải để khử cực toàn bộ vùng cơ tim thất phải. Và chính vì vậy là sự chênh lệch của điện thế hoạt động của vùng cơ tim giữa bên trái và bên phải tạo ra một vector đi từ phía cực âm sang cực dương, tức là hướng về phía V1. Vì chính vì vậy là cái vector thứ ba hình thành này sẽ tạo ra một cái sóng R dương rất là cao ở V1. Và đây là lý giải cho cơ chế hình thành cái sóng R nhỏ S, R lớn, tức là dạng tai thỏ ở V1, V2, tức là các chuyển động chiếc bên phải trong hoàn cảnh là block bên phải xảy ra. Như vậy là gì? Khi mà có hình ảnh tai thỏ ở các chuyển đạo trước tim bên phải V1, V2, V3 thì chúng ta sẽ nghĩ nhiều đến block bên phải. Và ngược lại với lại là V1, V2, V3 thì chúng ta có các cái sóng tương tự như là sóng S, sóng R lớn và sóng S sâu ở V5 và V6. Vậy thì tiêu chuẩn để chẩn đoán block bên phải là gì? Một là thời gian phúc độ QS trên 120 mili giây. Thứ hai là gì? Chúng ta chỉ quan tâm đến V1 và V6 thôi. V1 là vùng là cái chuyển đạo mà sẽ đại diện cho vùng cơ tim bên phải, và V6 là đối ngược lại với V1, là chuyển đạo vùng cơ tim bên trái. Những gì mà dương ở V1 thì sẽ có xu hướng là âm ở V5, V6. Thì trong trường V1 này, đối với block bên phải là QS có dạng tai thỏ. Chúng ta thấy được dạng là dạng R nhỏ, S nhỏ, R nhỏ, hoặc R nhỏ, S nhỏ, R lớn, hoặc là R nhỏ, S lớn, R lớn. Như vậy là thiếu đi một cái trường hợp là gì, sóng R lớn ở V1. Bởi vì sao? Bởi vì là trong block nhánh phải bao giờ cũng vậy, là sóng R đầu tiên, tức là cái tai thỏ đầu tiên ở trong block nhánh phải bao giờ cũng thấp hơn cái sóng R thứ hai. Còn ngược lại là nếu như mà phát hiện ra là sóng R trước, tức là hai đỉnh trước mà lại cao hơn đỉnh sau, thì chắc chắn đấy không phải là block nhánh phải, mà đấy là chính là cái hiện tượng gặp trong hiện tượng tái cực sớm mà tí nữa sẽ trình bày ở phía sau. Nhất là tiêu chuẩn tai thỏ ở V1. Thứ hai là gì? Thời gian xuất hiện nhánh nội điện trên 50 mili giây, tức là 0,05 giây ở V1, V2, V3. Như vừa nói thì nhánh nội điện chính là cái khoảng thời gian mà tức là cái khoảng thời gian mà để khử cực từ nội mạc ra được phía ngoại mạc, tức là xuyên thành cơ tim ấy, thì tổng thời gian mà khử cực được từ nội mạc ra lên phía ngoại mạc mà trên 50 mili giây, và nó phản ánh ở vùng cơ tim bên phải, đấy là V1, V2, V3, thì là một trong những tiêu chuẩn để chẩn đoán block nhánh phải. Và một điều kiện nữa là gì, vẫn bình thường ở V5, V6, bởi vì cái khoảng thời gian khử cực từ nội mạc ra phía ngoại mạc của vùng cơ tim bên trái thì hoàn toàn bình thường, cho nên là nhánh nội điện ở V5, V6 hoàn toàn bình thường. Ở V6 thì chúng ta thấy là có sóng S lớn hơn 1 ô, tức là lớn hơn 40 mili giây, hoặc là sóng S rộng hơn sóng R. Đây là cái hình ảnh mà sóng S ở V6. Sóng S ở V6 là lớn hơn 1 ô và rộng hơn 1 ô. Và chúng ta cần phải để ý rằng là gì? Khi mà xuất hiện block nhánh phải ấy, thì chúng ta thấy là ST chênh xuống T âm ở V1, V2, V3. Đây là ST chênh xuống và T âm ở V1, V2, V3. Thế lý giải cái hiện tượng mà ST chênh xuống T âm ở V1, V2, V3 như nào? Thì chúng ta thấy là có một cái nguyên tắc ấy, là khi mà ở V1, V2, V3 là chúng ta thu được một phúc độ QS âm, QS dương, tức là sóng R dương cao ở V1, thì trong trường hợp block nhánh phải mà không kèm nhồi máu cơ tim ấy, thì là sẽ là hiện tượng là tái cực diễn ra sau cái giai đoạn khử cực ấy, thì sẽ tạo ra một cái sóng ST chênh xuống và T âm, tức là ngược hướng với lại là sóng R cuối cùng.
tức là cái tai thỏ thứ cuối cùng đấy. Thì là tai thỏ này là dương lên thì sóng R sẽ là ST sẽ là trên trống và tê âm này. Tai thỏ này cũng là dương lên và ST trên trống và tê âm này. Và ngược lại thì là gì? Ở V5 V6 ấy, nếu mà theo tiêu chuẩn là gì? R chúng ta áp dụng là R này dương thì ST này phải trên trống tê âm. Thế tuy nhiên thì chúng ta phải áp dụng ở là cái phúc bộ cái sóng S cuối cùng ấy, tức là đây có hai sóng S thì chúng ta sẽ áp dụng sóng S cuối cùng. Ở trên này có hai sóng R thì chúng ta sẽ áp dụng là sóng R cuối cùng, R thứ hai đấy. Thì nó sẽ đối ngược lại. Tại R dương thì ST sẽ trên xuống tê âm, còn tại là sóng S âm thì sẽ có là ST có xu hướng là tê dương lên. Thế thì lý giải cái hiện tượng mà ST trên xuống tê âm ở V2, V1, V2, V3 ấy, thì chúng ta thấy rằng là đây là cái biểu đồ thể hiện giai đoạn cực cực và sau đấy là giai đoạn bình nguyên của đoạn tái cực. Thế thì trong block nhánh phải thì cái cực cực của bên trái diễn ra trước, cực cực của bên phải diễn ra sau, và sau giai đoạn cực cực thì sẽ là giai đoạn tái cực, và vì bên trái cực cực trước dẫn đến là bên trái cũng sẽ tái cực trước và bên phải cực cực sau bên, nên là giai đoạn tái cực của bên phải diễn ra muộn hơn so với bên trái. Và như lúc nãy cũng đã nhắc đến là gì, khi mà giai đoạn tái cực ấy là hướng vector tái cực hoàn toàn phụ thuộc vào sự chênh lệch của gradient điện thế. Ở nơi mà có gradient điện thế cao hướng về nơi có điện thế, gradient điện thế thấp. Cụ thể trong trường hợp này là giai đoạn tái cực của bên phải là diễn ra sau, cho nên là cái điện thế nó còn cao hơn so với bên trái. Vì bên trái sau cái đoạn tái cực là về không, về đẳng điện rồi, thì khi đấy là vector có xu hướng từ cao xuống thấp là đi từ phía ở giai đoạn tái cực là từ phía bên phải sang phía bên trái. Như vậy là nó đi xa phía V1 và như vậy là sẽ xuất hiện là sóng ST chênh xuống và kèm theo sóng tê âm ở V1 ở các chuyển đạo tim bên phải, đấy chính là V1, V2 và V3. Tại sao chúng ta phải quan tâm đến sóng STT ở bệnh nhân có block nhánh? Bởi vì là gì? Trong cái điện tâm đồ này chúng ta thấy rằng là sóng P đi trước phúc bộ QS này, và có phúc bộ QS là trên 3 ô, tức là QS giãn rộng trên 0,12 mili giây, và có sóng R dương cao ở V1. Sóng R dương cao ở V1 và có dạng là dạng tai thỏ. Thế tuy nhiên thì là ở V1 thì R dương cao đúng không ạ? Cái sóng đỉnh R thứ hai thì có xu hướng là dương, và STT thì có xu hướng là STT âm là phù hợp. Thế tuy nhiên thì ở V2 và V3 thì chúng ta thấy rằng là nó không đúng cái quy luật đấy nữa, mà ST lại là chênh lên. ST chênh lên so với đường đẳng điện là hơn 2 ô. Hơn 2 ô ở V2 và V3. Như vậy là trong trường hợp này là bệnh nhân ngoài block nhánh phải thì bệnh nhân lại có kèm theo là nhồi máu cơ tim vùng vách. Và đây là một trong những cái điện tâm đồ mà chúng ta thấy được rằng là ngoài cái biện block nhánh phải mà chúng ta không được phép bỏ sót nhồi máu cơ tim. Đấy. Về phân loại của block nhánh phải thì chúng ta có thể phân loại theo thời gian. Thì nếu như mà có phúc bộ QS trên 0,12 giây tức là trên 3 ô thì chúng ta sẽ có hình ảnh block nhánh phải hoàn toàn. Và ngược lại là nếu mà dưới 0,12 giây thì chúng ta có block nhánh phải không hoàn toàn. Phân loại theo hình dạng thì chúng ta thấy rằng cái dạng tai thỏ thường gặp nhất đấy là gì? Sóng R này, sóng S và R phẩy là hình ảnh tai thỏ. Hai sóng R này là chính là hai cái tai thỏ. Và bao giờ cũng vậy, trong block nhánh phải thì sóng R trước bao giờ cũng thấp hơn sóng R sau. Và ngược lại là khi mà có R trước mà cao hơn thì như vậy là gì? Chúng ta cần phải để ý là liệu bệnh nhân có bị hội chứng tái cực sớm hay không. Dạng thứ hai mà cũng rất là thường gặp trong block nhánh phải đấy là dạng sóng R đơn pha ở V1. Vậy thì tại sao chúng ta phải lưu ý? Bởi vì là đây là trong trường hợp mà block nhánh phải không hoàn toàn, khi mà QS là không lớn hơn 0,12 mili giây, và cụ thể là trong trường hợp này chúng ta thấy là có dạng tai thỏ ở V1 rất là điển hình của block nhánh phải, với là V1 là sóng R trước là thấp hơn sóng R sau. Cụ thể là cái dạng sóng R đơn pha ở V1 này, chúng ta sẽ không thấy là sóng R nhỏ đằng trước và sau đấy là sóng S và sóng R thứ hai, mà chúng ta chỉ thấy dường như là chỉ một pha sóng R dương vút cao lên ở V1, và bệnh nhân này có đủ tiêu chuẩn chuẩn đoán block nhánh phải với là phúc bộ QS là trên 3 ô tức là trên 0,12 mili giây, và sóng R dương cao ở V1. Ở V2 thì chúng ta thấy rằng là bắt đầu có dạng hai đỉnh. Thế thì lý giải của cái hiện tượng mà có sóng R đơn pha ở V1 này ấy, thì người ta thấy rằng là trong trường hợp mà vector khử cực vùng vách mà nó không xảy ra, tức là
toàn bộ cái xung động mà đi lệch sang phía bên trái và cực toàn bộ vùng cơ tim tốt trái thì sẽ, và cái quá trình đó diễn ra rất là nhanh và chiếm ưu thế, dẫn đến là tạo ra một cái sóng R dương cao ở V1, tức là thì khi đấy là sẽ hình ảnh là sóng R đơn pha ở V1 trong bên phải. Cái này là gặp cũng không phải hiếm. Vậy thì trong một cái điện tâm đồ này thì chúng ta thấy rằng là cũng thấy là dạng sóng R đơn pha ở V1, nhưng mà bây giờ thực tế thì là không có bên phải. Bởi vì sao? Bởi vì là khi quan sát kỹ hơn thì chúng ta thấy rằng là P đi trước QF một khoảng không đổi. Thế tuy nhiên là có đủ 3 tiêu chuẩn trong chuẩn đoán VVV. Bệnh nhân này có sóng PR thì ngắn này. Thứ hai nữa là dạng sóng delta này. Dạng sóng delta tôi cũng thấy rõ ở D2 này. Thấy rõ ở V1, V2, V3. Và kèm theo là phúc độ QF giãn rộng trên 3 ô. Thì là đủ tiêu chuẩn để chuẩn đoán là có hội chứng Wolff Parkinson-White. Và cụ thể là đường dẫn truyền phụ này nằm ở thành trước bên của bên trái. Vậy thì khi mà có block nhánh phải ấy, thì chúng ta cần bắt buộc là phải sàng lọc xem là bệnh nhân này có nhồi máu cơ tim kèm theo hay không. Bởi vì trước đây thì người ta chỉ quan tâm là block nhánh trái mới xuất hiện thôi. Nhưng tuy nhiên thì bây giờ là nếu như bệnh nhân có block nhánh phải mới xuất hiện thì cũng cần phải sàng lọc xem là bệnh nhân này có nhồi máu cơ tim hay không. Vậy thì đây là cái hình ảnh block nhánh phải bình thường. Bình thường là gì? Khi mà ER, cái đỉnh R sau cùng ấy mà dương thì ST phải là trên xuống T âm. Nhưng nếu như trong trường hợp này là gì? ST trên xuống T âm ở V1 mà lại gặp là gì? ST lại trên lên và ngược hướng với lại là cái R cuối cùng. Thì trong trường hợp này là gì? ST có trên lên trên đường đẳng điện này, tức là điểm G có trên lên so với đường đẳng điện này. Và sóng T thì lại ngược hướng, thay vì là ST trên xuống T âm thì đây lại là sóng T dương lên. Và ngược lại là ở V6. Ở V6 thì bình thường ấy là tạo ra một sóng S và QS ở cuối phúc bộ QS và sóng T dương lên ở V6. Thì ngược lại trong trường hợp này là có sóng S và sóng T thì lại âm xuống. Như vậy là trong trường hợp này là ngoài block nhánh phải ra thì bệnh nhân có hiện tượng tái cực bất thường. Và đấy là trong trường hợp này là có kèm theo là nhồi máu cơ tim. Tuy nhiên thì khi trên điện tâm đồ như này thì mình cũng vẫn cần phải làm thêm các cái xét nghiệm về men tim cũng như là làm siêu âm tim để đánh giá rối loạn vận động vùng của cơ tim nữa. Vậy thì phân biệt hiện tượng tái cực sớm với lại là bệnh nhân có block nhánh phải. Thế thì để lý giải cho cái hiện tượng này thì đây là một cái hình ảnh chuyển đạo ghi được ở V5 với là hình ảnh là sóng P xoang đi trước QS. Tuy nhiên thì chúng ta thu được một cái khoảng là sóng R dương cao ở V1 ở V5 và kèm theo đấy là có hiện tượng là ST chênh lên trên đường đẳng điện. Đây chính là pha tái cực của cơ tim. Và R trước thì cao hơn sóng R nhỏ nhỏ nhú ở phía sau này, thì đấy chính là gì? Chúng ta có hai sóng R và R trước thì cao hơn R sau. Và trong trường này là bệnh nhân này có tái cực sớm. Thế lý giải về mặt cơ chế vector, cơ chế khử cực và tái cực của trong trường hợp mà có hai đỉnh sóng R nhưng mà sóng R trước cao hơn, đấy là gì? Bình thường cái giai đoạn tái cực ấy, chính là cái giai đoạn mà sau pha giai đoạn khử cực thì đây là giai đoạn khử cực. Thì giai đoạn khử cực này thì về mặt nguyên tắc bình thường ấy thì là ở nội mạc và ngoại mạc khử cực gần như là trùng nhau ở một thời điểm. Thế tuy nhiên thì khi mà có hiện tượng tái cực sớm ấy, thì là hai thời điểm này nó bị tách xa nhau, nên tạo ra hình ảnh hai sóng R. Và khi giai đoạn tái cực ấy, giai đoạn tái cực là cái giai đoạn mà có ST chênh lên ấy, gọi là tái cực sớm, tức là chưa hết giai đoạn khử cực thì đã xuất hiện giai đoạn tái cực rồi. Và trong ở những bệnh nhân mà có hiện tượng tái cực sớm thì là về nguyên tắc là tái cực ở ngoại mạc lại diễn ra là sớm hơn ở nội mạc, và như vậy là cái đường bình nguyên của giai đoạn tái cực của nội mạc và ngoại mạc là bị tách xa nhau. Và khi đấy thì khi mà chưa hết giai đoạn khử cực thì đã xuất hiện giai đoạn tái cực, dẫn đến là giai đoạn tái cực là diễn ra từ phía nội mạc hướng về phía ngoại mạc, dẫn đến là sóng ST là chênh lên. Phần thứ hai là block nhánh trái thì cũng
Về mặt mục tiêu thì cũng phải phân biệt được là globin trái có kèm theo là nhồi máu cơ tim mới xuất hiện hay không. Đấy là một trong những cái mà sẽ rất là lưu ý trong trường hợp này. Ngoài ra thì chúng ta vẫn phải xác định được có những tiêu chuẩn của globin trái này, hay là giải thích cơ chế hình thành vector globin trái và các cái nguyên nhân gây ra globin trái. Thế thì để mà chẩn đoán được là globin trái này là globin trái mới xuất hiện do thiếu máu cơ tim hay không thì chúng ta có một cái tiêu chuẩn gọi là tiêu chuẩn Gabucha. Vector khử cực trong globin trái thì khi mà globin trái xảy ra thì xung động toàn bộ khử cực đi sang phía nhánh phải và khử cực toàn bộ vùng cơ thất phải thì cho chúng ta hai vector, vector khử cực vùng vách và vector khử cực vùng tim bên phải. Sau khi các vector khử cực vùng tim bên phải thì theo cơ chế lan truyền cho các tế bào gọi là cửa sổ tế bào cơ tim thì sẽ khử cực toàn bộ vùng cơ thất trái, và khi đấy thì chúng ta sẽ có ba vector, vector khử cực vùng vách hướng từ trên xuống dưới và tạo ra một cái sóng R rất nhỏ ở V1. Và ngược lại thì sẽ tạo ra một cái sóng R dương ở phía V5, V6. Vector khử cực vùng cơ thất phải hướng toàn bộ sang vùng cơ thất trái, tạo ra một cái sóng, một vector nhìn thẳng về phía V5, V6. Và thậm chí là như vector này có thể, trong trường này là vector nếu mà khối cơ thất trái mà ưu thế thì có thể chúng ta sẽ thấy được là nó hướng lên phía D1 AVL. Và vì là vector này có xu hướng là đi xa khỏi V1, dẫn đến là tạo ra một cái sóng S sâu ở V1 và hướng về phía V5, V6, dẫn đến là tạo sóng R dương cao ở V5, V6. Thế thì chúng ta thường hay thấy rằng là gì, bệnh nhân ở trong block nhánh trái thường có gọi là một số dấu hiệu gọi là sóng V5, V6 trẻ đôi, hay còn gọi là V5, V6 gọi là có khắc, hay gọi là có NOS ở V5, V6. Thì đấy là lý giải là khi mà vector khử cực vùng vách hướng về phía bên trái thì sẽ tạo ra một vector hướng về phía V5. Thế nhưng mà khi mà vì khử cực toàn bộ chênh lệch gradient điện thế từ phía bên phải sang phía bên trái, như vậy là tổng các điện thế là gần như là xu hướng là đổ dồn sang phía bên trái và tạo ra một vector thứ hai là vector khử cực vùng cơ tim thất trái. Khi hai vector này đi xa nhau thì sẽ tạo ra hai cái đỉnh, hay gọi là hai cái khắc ở vùng V5 và V6. Vậy thì khi mà block nhánh trái xảy ra ấy, thì vector thành bên và vector vùng đáy là không trùng nhau và tạo nên cái khắc ở V5 và V6. Và có hiện tượng tăng điện thế. Bởi vì sao? Bởi vì là khi khử cực xong toàn bộ vùng cơ thất phải, chúng ta sẽ có một cái xung động điện hướng thẳng về phía bên trái. Và vì khối lượng cơ thất trái lớn hơn khối lượng cơ thất phải rất là nhiều, dẫn đến là cái vector này có xu hướng là rất là lớn. Và chúng ta thường thu nhận được một cái vector rất là lớn ở V5, V6. Tuy nhiên thì là gì? Khi mà có block nhánh trái rồi ấy, thì chúng ta không áp dụng tiêu chuẩn Sulocopium để chẩn đoán là tăng gánh thất trái nữa. Đấy, đây là một cái lưu ý. Tức là khi mà đã có block nhánh trái xảy ra ấy, thì chúng ta không áp dụng tiêu chuẩn Sulocopium để chẩn đoán tăng gánh thất trái. Bởi vì trong trường hợp này là thực tế là bệnh nhân không có phì đại cơ thất trái, mà chỉ đơn giản là sự chênh lệch rất là lớn giữa điện thế của vùng cơ tim bên phải và vector hướng thẳng để cực toàn bộ vùng cơ tim bên trái. Thì chênh lệch điện thế này tạo ra một cái vector lớn, dẫn đến là cái tín hiệu thu được ở các cái chuyển đạo đại diện cho vùng cơ tim bên trái là V5, V6 nó lớn lên rất là nhiều. Chứ thực tế bệnh nhân này chưa hẳn là có phì đại vùng tim bên trái. Mà trong trường hợp này chúng ta thấy là sóng R dương cao ở V5, V6 này chỉ đại diện là điện thế, sự chênh lệch điện thế rất là lớn giữa vùng cơ tim bên phải hướng thẳng sang vùng cơ tim bên trái mà thôi. Vậy thì tiêu chuẩn chuẩn đoán block nhánh trái thì chúng ta có là thứ nhất là phúc độ QS thì trên 120 mmHg, tức là QS giãn rộng, thì điều này cũng dễ hiểu thôi. Thứ hai là V5 V6 D1 hoặc AVL, tức là cái vùng, các cái chuyển đạo mà đại diện cho vùng cơ tim bên trái thì có sóng R giãn rộng và có móc, thời gian xuất hiện nhánh nội điện là trên 60 mmHg. Và nó như trong trường hợp mà nhánh nội điện mà xuất hiện muộn trên 50 mmHg ở vùng cơ tim bên phải thì đấy là tình trạng block nhánh phải. Còn nhánh nội điện mà lại lớn hơn 60 mmHg nhưng lại thấy ở vùng cơ tim V5, V6, tức là nhánh nội điện chính là, mình xác định nhánh nội điện là bằng cách nào. Thế thì nhánh nội điện được định nghĩa là sự khử cực từ nội mạc ra đến ngoại mạc, và tại thời điểm thu được ở ví dụ V5, V6 thì cái biên độ rộng của phúc độ QS thì chúng ta sẽ xác định nhánh nội điện bằng cách là tìm ra cái đỉnh sóng R, tức là cái giai đoạn khử cực sau cùng ấy, cao nhất. Nếu mà trong V5, V6 này có hai đỉnh thì chúng ta sẽ gióng từ cái đỉnh R cao nhất, tức là cao hơn ấy,
gióng thẳng xuống đường thẳng điện và đo từ khởi đầu của phúc độ QS đến cái thời điểm mà giao giữa sóng R gióng thẳng xuống ấy, mà trên 60 mili-giây tức là 0.06 giây ấy, thì đấy là đại diện cho gọi là thời gian gọi là nhánh nội điện muộn. Nếu mà cái chỉ số này lớn đến 60 mili-giây mà thấy ở vùng cơ tim bên trái thì đấy là chứng tỏ là có bớt bên trái. Thế còn nếu mà nhánh nội điện này mà lại lớn hơn 0.5, tiêu chuẩn về mặt con số là 0.5 mà lại thấy ở vùng cơ tim bên phải thì bản chất của trong trường hợp đấy là lại là block cánh phải. STT thì cũng thay đổi thứ phát. Ví dụ như trong trường hợp mà có trong trường hợp block nhánh phải thì chúng ta là STT là thay đổi thứ phát, tức là ST chênh xuống và T âm ở V1, V2, V3 ở vùng cơ tim bên phải và ngược lại với vùng cơ tim bên trái. Thì trong trường hợp này là gì? Ở chuyển đạo mà có QS dương thì STT âm và ngược lại. Cái này thì nguyên lý cũng giống hệt như là trong block cánh phải mà thôi. Đây là một cái điện tâm đồ mà chúng ta thấy được là bệnh nhân này có, thứ nhất là nhịp là nhịp xoang, T thì dường như là có hai đỉnh, T hai đỉnh, sóng T ở V1 thì cũng có hai pha và pha sau là có vẻ cũng rộng như thế, thì chúng ta có thể gợi ý một cái hình dạng là tăng gánh nhĩ trái. Kèm theo đấy là trục điện tim thì D1 dương này, AVF âm, như vậy là gì? Trục điện tim là lệch sang bên trái. Tiếp theo là chúng ta nhìn thấy các phúc độ QS. Các phúc độ QS ở đây thì là QS thì giãn rộng. Đấy, QS giãn rộng ngay ở D1 là trên 3 ô, tức là 0.12 giây. Gợi ý là có kèm theo block nhánh. Vậy thì trong trường này mình cần phải xem là liệu là bệnh nhân này có block nhánh phải hay block nhánh trái. Thì chúng ta thấy rằng là sóng S rất là sâu ở V1. Kèm theo là gì? Dạng gọi là dạng có khắc ở V5, V6. Trong trường này thì thấy rằng là sóng ở V5, V6 thì có dạng khắc, tức là sóng R gọi là có cái NOS ở V5, V6 và QS thì trên 0.12 giây và đủ tiêu chuẩn để chẩn đoán là bệnh nhân này có block nhánh trái. Trong trường hợp này thì chúng ta cũng thấy được là bệnh nhân này có nhịp xoang này, D1 dương AVF âm, như vậy là trục là chuyển lệch trái và kèm theo đấy là ở V5, V6 là cũng có cái NOS ở V5, V6 và cũng QS cũng rộng trên 0.12 mili-giây nên là chẩn đoán là có block nhánh trái. Vậy thì khi mà có block nhánh trái xảy ra thì chúng ta cần phải lưu ý điều gì? Bởi vì nhánh trái thì được cấp máu phần lớn là nhờ cái động mạch liên thất trước. Và trong một số trường hợp ấy, trong một số trường hợp là có tình trạng là block nhánh trái mới xuất hiện. Thì tại sao người ta phải lưu ý điều đấy? Bởi vì là nếu như tắc cấp ở nhánh đoạn 1 của LED ấy, thì chúng ta sẽ có thể thấy là bệnh nhân đang từ QS theo mảnh, có thể block nhánh trái mới xuất hiện. Và đấy là một trong những dấu hiệu chỉ điểm và gợi ý mình phải đi tìm xem là bệnh nhân này có nhồi máu cơ tim hay không. Vậy thì tất cả đều phải lượng giá. Thì chúng ta sẽ áp dụng là bệnh nhân này là có nguy cơ bị nhồi máu cơ tim hay có thể chẩn đoán xác định với độ nhạy và độ đặc hiệu lên tới 90-98% là nhờ vào tiêu chuẩn Gabosa. Tiêu chuẩn Gabosa này thì cho thấy rằng là khi block nhánh trái thì chúng ta thấy được ở V5, V6 thì là các chuyển đạo đại diện trong vùng tim bên trái thì có STT thay đổi thứ phát ngược hướng với lại là sóng R, tức là thay vì sóng R dương lên thì ST chênh xuống và T âm. Ngược lại ở V2 ở V1 V3 là chuyển động vùng cơ tim bên phải thì sẽ là STT là biến đổi dương lên. Thế tuy nhiên thì khi mà bệnh nhân này có STT mà chênh lên trên 1 mm thay vì chênh xuống T âm mà lại có ST chênh lên 1 mm, từ 1 mm trở lên ở chuyển đạo trước tim bên trái, tức là V5 V6 và D1 AVL ấy, thì chúng ta có 5 điểm trong tiêu chuẩn Gabosa. Thứ hai là ở vùng cơ tim bên phải thì bình thường là QS là sóng S sâu và có ST chênh lên nhẹ so với đường thẳng điện. Nếu như mà thay vì là chênh lên nhẹ 1-2 mm trên đường thẳng điện mà lại chúng ta lại thấy được là STT này chênh lên trên 5 mm và trên 5 ô nhỏ tương đương với 1 ô lớn so với đường thẳng điện thì chúng ta sẽ có 2 điểm trong tiêu chuẩn Gabosa. Và kèm theo đây nữa là không chỉ ST chênh lên mà ở V1, V2, V3 mà lại có ST lại chênh xuống. ST chênh xuống.
trên xuống ở đây tức là điểm G, tức là hướng như lúc nãy bác sĩ Kiên có nói là gì, STT này vẫn là hướng lên trên, tức là check lên trên. Tuy nhiên thì check lên trên xuống là phụ thuộc vào điểm G so với đường thẳng điện. Điểm G là cái điểm mà thay đổi giữa từ phúc độ QS và đến đoạn STT. Và điểm G này chênh xuống so với đường thẳng điện mà trên 1 mm, trên 1 mm ở các chuyển đạo trước tim mà nhẽ ra nó phải là đẳng điện hoặc là chênh lên ấy, thì chúng ta cũng có 3 điểm trong tiêu chuẩn Gabosa. Và khi mà tính tổng của áp tiêu chuẩn Gabosa trong trường hợp bờ đánh trái mà có biến đổi thứ phát STT đấy, thì nếu như mà trên 3 điểm thì chúng ta có độ nhạy phát hiện ra nhồi máu cơ tim là 20-36% và độ đặc hiệu là 90-98%. Như vậy là gì, trong bệnh nhân trái thì một trường hợp phát hiện ra bệnh nhân trái là chưa đủ mà cần phải xem là bệnh nhân này có nhồi máu cơ tim cấp hay không. À, cụ thể trong trường hợp này thì phân tích điện tâm đồ này chúng ta thấy được là gì, vẫn là nhịp xoang đi trước QS một khoảng không đổi. Tuy nhiên thì chúng ta thấy rằng là QS thì có vẻ là giãn rộng trên 3 ô và kèm theo đấy nữa là gì, bệnh nhân này có tốc độ QS ở V5 V6 là có khất có khía và QS giãn rộng trên 3 ô. Như vậy là gợi ý là gì, bệnh nhân này có được chẩn đoán là block bên trái. Khi mà block bên trái thì V5 V6 nhẽ ra thì chúng ta sẽ thấy là ST chênh xuống T âm, thì chúng ta thu được một điện tâm đồ mà lại có V5 V6 là ST chênh lên, và cụ thể là chênh lên ở đây là hơn 1 ô so với đường thẳng điện. Như vậy là chúng ta lại đã có 5 điểm trong tiêu chuẩn Gabosa. Kèm theo đấy nữa thì là ở V1 V2 V3 bình thường thì STT là có chênh lên ngược hướng so với lại là sóng S ở chuyển đạo trước tim bên phải, thì trong trường hợp này là có block nhánh trái. Thế thì bình thường thì sẽ chênh lên khoảng 1-2-3 ô, tức là 3 mm so với đường thẳng điện, mà trong trường này chúng ta thấy rằng là điểm G chính là cái điểm mà chuyển tiếp giữa phúc độ QS, tức là một cái điểm khất mà thay đổi bước ngoặt từ QS sang STT ấy. Thì chúng ta thấy rằng là trong trường hợp này điểm G chênh lên so trên so với đường thẳng điện là gần 1 ô lớn, tức là khoảng 5 mm, và chúng ta sẽ có thêm 3 điểm trong tiêu chuẩn Gabosa, 2 điểm trong tiêu chuẩn Gabosa. Và như vậy là tổng chúng ta có 5 điểm là do là STT là chênh lên ở V5 V6 và 2 điểm là ST có chênh lên so với đường thẳng điện ở V1 và V3. Như vậy tổng điểm là 7 điểm. Nếu mà từ 3 điểm này chúng ta đã có độ đặc hiệu là 90-98% rồi, như vậy là trong vườn này 7 điểm thì chắc chắn là bệnh nhân này có nhồi máu cơ tim cấp. Tiếp theo là chẩn đoán điện tâm đồ này, thì điện tâm đồ này có gì đặc biệt? Điện tâm đồ này một là gì, vẫn là nhịp xoang đi trước QS một khoảng không đổi và có sóng gì ạ? Bác sĩ Bách bảo là sóng delta. Thì thực ra là chúng ta thấy được là ở V5, V6 là cũng có một cái khắc. Tưởng chừng là bệnh nhân này có tình trạng là gì? Có tình trạng là block bên trái. Thế tuy nhiên thì là gì? Bệnh nhân này khi mà nhìn kỹ ấy, thì chúng ta sẽ đi tìm xem là cái khoảng... Vì trước khi đọc đến trục, trước khi đọc đến block nhánh thì chúng ta phải đo các cái khoảng điện tim, thì chúng ta thấy rằng là khoảng PR bệnh nhân này khá là ngắn và có hình ảnh sóng delta và QS giãn rộng. Và thế lý giải vì sao bệnh nhân này có điện tâm đồ gợi ý dạng block bên trái, bởi vì là gì, khi mà có hội chứng Wolff Parkinson White, tức là mình có một cái đường dẫn truyền phụ và cụ thể thấy rằng là sóng delta ở V1 là âm, như vậy là gợi ý một cái đường dẫn truyền phụ nằm ở phía bên tim bên trái, tức vòng quanh ba lá. Như vậy là trong cái thành phần của phúc độ QS này bao gồm là sóng delta, tức là khởi cực một phần vùng tim bên trái ở bên phải thông qua cầu Ken, và sau đấy thì cộng với là phần QS thanh mảnh phía sau, đó chính là khởi cực của buồng tim theo dẫn truyền qua nút như thất bình thường. Như vậy là trong trường này có QS giãn rộng, có khắc ở V5 V6 nhưng bệnh nhân lại không được chẩn đoán là block nhánh trái, mà thực tế bệnh nhân này là có block nhánh phải, bệnh nhân này có hội chứng Wolff Parkinson White. Như vậy là khi mà có Wolff Parkinson White thì chúng ta sẽ không được áp dụng các tiêu chuẩn để chẩn đoán block nhánh nữa. Chuyển sang một phần gọi là block phân nhánh, tức là khi mà có block nhánh phải nhánh trái rồi thì nếu mà cái sự chậm trễ về mặt dẫn truyền hoặc là tắc nghẽn đường dẫn truyền hồi phục hoàn toàn hoặc là một phần ấy, thì chúng ta sẽ có block phân nhánh. Thế thì sau khi chia làm nhánh trái, đây gọi là thân chung của nhánh trái, thì chúng ta sẽ thấy là gọi là nhánh trái trước và nhánh trái sau. Nhánh trái trước
thì sẽ có bước phân nhánh trái trước và bước phân nhánh trái sau. Thì dấu hiệu nhận biết hay gọi là tiêu chuẩn chẩn đoán, và chúng ta sẽ giải thích được cái cơ chế hình thành của cái vector trong trường hợp mà có bước nhánh. Thế thì mô tả một chút thì đây là cái hình ảnh mà mô phỏng cái khử cực ở trong buồng thấp trái. Đây là cái nhánh trái trước và đây là nhánh trái sau, tức là inferior và anterior. Thì là khi khử cực vùng nhánh trái trước thì vector khử cực hướng thẳng về thành trước của buồng thấp bên trái của thất trái, và cái vector này có xu hướng là hướng thẳng về phía AVL. Như vậy là AVL sẽ dương lên, và khi mà xung động mà dẫn truyền qua nhánh trái sau, tức là hướng xuống dưới và ra sau, thì chúng ta sẽ có được một cái thu được một cái sóng R dương ở AVF. Và khi mà tính tổng của khử cực của vùng nhánh trái trước và trái sau, chúng ta sẽ được cái phúc bộ QS đại diện cho vùng cơ tim bên trái. Và trong trường hợp này thì tại sao vector khử cực hướng về phía AVL nhưng lại chúng ta vẫn thấy được cái sóng Q nhỏ ở đây? Thì cái sóng Q nhỏ ở đây cũng giống như sóng Q nhỏ ở AVF mà chúng ta ghi nhận được ấy. Đó chính là cái phần khử cực vùng vắt của vách liên thất. Cho nên là cái sóng mà chúng ta vector mà chúng ta thu nhận được, đây là sóng R dương cao, đây là cái phần thành phần thứ hai mà ghi nhận AVL, cũng như đây là thành phần thứ hai ghi nhận AVF do xung động điện là đi theo nhánh trái sau. Vậy thì khi mà block phân nhánh trái trước xảy ra thì chúng ta thấy rằng xung động sau khi đi xuống bên trái không qua được nhánh trái trước mà chỉ dẫn truyền xuống qua nhánh trái sau. Như vậy là toàn bộ vector khử cực này đi xuống nhánh trái sau, và ở AVF chúng ta sẽ thu nhận được một cái sóng dương. Thế tuy nhiên thì cái quá trình khử cực nhánh trái sau này diễn ra rất là nhanh, và sau đó thì toàn bộ xung động điện mà chúng ta thấy rằng là gì, tỏa theo hai hướng và vòng ngược lên để khử cực ở vùng thành trước của thất trái. Chính vì sự chênh lệch là tại thời điểm mà khử cực xong nhánh phần thành sau thất trái thì điện thế ở đây rất là cao, và còn thành trước thì hiện tại là chưa có tác động khử cực, dẫn đến là sự chênh lệch về điện thế tạo ra một cái vector hướng thẳng về phía vùng thành trước thất trái. Và chính vì vậy cho nên là vector này có xu hướng là đi từ dưới lên trên và từ bên phải sang bên trái, dẫn đến là sóng AVL chúng ta sẽ ghi nhận được một cái phúc bộ QS là sóng R dương cao. Và ngược lại, vì là vector này đi xa, tức là hướng từ dưới, vector này hướng từ dưới lên trên đi xa D2, D3 VF, cho nên là chúng ta thu được một cái sóng S sâu ở D3 và VF. Như vậy là gì? Trong trường hợp mà bệnh nhân này có trục điện tim là chuyển trái, tức là D1 âm này, AVF là D1 dương, AVF là âm, như vậy là trục trái, mà QS thì hoàn toàn thanh mảnh. QS hoàn toàn thanh mảnh. Như vậy là chúng ta cần phải đi tìm xem là bệnh nhân này có block phân nhánh hay không. Thì mình sẽ quan tâm duy nhất đối với lại là block phân nhánh, đấy là hình thái QS có dạng R nhỏ và S lớn ở D, và hoặc là dạng Q nhỏ và R. Đây là cái hình ảnh ở D1 và AVL trong trường hợp block phân nhánh trái trước. D1 AVL tức là block phân nhánh trái trước thì vector sẽ sau ưu thế đi thẳng về phía AVL, và chúng ta sẽ thu được một cái phúc bộ QS dương ở AVL, tức là sóng R dương cao. Còn cái sóng Q nhỏ này, đấy là nó đại diện cho cái khử cực vùng vách và D1 AVL. Và ngược lại với D1 AVL thì chúng ta sẽ có ở D2, D3 AVF. Như vậy đây là hai thái cực trong chẩn đoán block phân nhánh. Giống như là trong block nhánh thì chúng ta sẽ quan tâm giữa V1 và V6. Thì trong trường hợp mà block phân nhánh thì chúng ta sẽ áp dụng bằng cách chuyển đạo chi. Đấy là gì? D1 AVL và nhóm thứ hai đấy chính là D2, D3 AVF. Thì trong trường hợp mà D2, D3 AVF này, D2, D3 AVF thì sẽ có là gì? Sóng Q nhỏ, sóng R nhỏ và sóng S sâu ở D3 AVF. Đây là một điện tâm đồ ví dụ. Trong trường hợp này bệnh nhân sẽ có là bệnh nhân chúng ta đọc điện tim thì có, thứ nhất là bệnh nhân này có nhịp xoang T đi trước QS một khoảng không đổi, và QS thì có vẻ là khá là thanh mảnh. Thế tuy nhiên thì là trong trường hợp này chúng ta thấy là D1 thì dương, AVF thì âm, D1 thì dương, AVF thì lại âm. Như vậy là trục điện tim là trục lệch trái. Với một cái điện tâm đồ mà QS hoàn toàn thanh mảnh nhưng mà lại thấy trục lệch trái,
thì chúng ta cần phải cẩn thận xem là bệnh nhân này liệu là có bóc phân nhánh hay không. Thế thì khi đấy, khi mà để xác định bóc phân nhánh thì chúng ta chỉ quan tâm đến hai nhóm chuyển đạo thôi. Một là V1 và AVL. Thế là gì? Nếu như và nhóm thứ hai là nhóm D2, D3, VF. Và trong trường hợp này thì chúng ta cần nhớ hai cái hình dạng cơ bản trong bóc phân nhánh thôi. Đấy là chính là dạng R nhỏ và S sâu. Nếu như R nhỏ, S sâu mà xuất hiện ở D2, D3, VF thì tức là trong trường này là chẩn đoán là bóc phân nhánh trái trước. Thực ra là chẩn đoán được bóc phân nhánh trái trước thì là chúng ta đã đúng khoảng hơn 90% các trường hợp rồi, bởi vì chỉ còn khoảng 10% là các trường hợp là có bóc phân nhánh trái sau thôi. Thì ngược lại với lại bóc phân nhánh trái trước thì khi mà có xuất hiện xung bóc phân nhánh trái sau rồi thì toàn bộ xung động sẽ cực rất nhanh vùng thành trước của tim trái. Sau khi cực vùng thành trước của tim bên trái thì toàn bộ xung động sẽ hướng về phía thành sau, của tim bên trái. Khi mà xung động sự chênh lệch về điện thế thì sẽ tạo ra một cái vector rất là lớn và hướng thẳng về phía D2, D3, AVF, hướng thẳng về phía từ trên và xuống dưới, tức là từ đầu xuống chân và từ bên có xu hướng là từ bên trái về phía bên phải. Thế như vậy là D3 và AVF tức là cùng hướng với D3 đấy ạ. D3 và AVF thì chúng ta sẽ thu được một cái sóng R dương cao, và ngược lại với sóng R dương cao ở D3 AVF thì cái thái cực còn lại đó chính là D1 và AVN thì sẽ tạo ra một cái sóng S sâu. Và đây là cái hình dạng cơ bản. Như vậy là nhắc lại một chút thì là chúng ta gần như là chỉ quan tâm đến hai cái dạng phân bộ QF trong bóc phân nhánh, đấy là dạng R nhỏ, S lớn và dạng QR. Thế thì nếu như mà xuất hiện dạng R nhỏ, S lớn ở D1 và AVL thì đấy là gặp trong trường hợp là bóc phân nhánh trái sau. Thì bóc phân nhánh trái sau là rất ít gặp, cho nên là chúng ta cũng chủ yếu là mình quan tâm đến bóc phân nhánh trái trước thôi. Thì đây là một cái điện tim nhịp thì có vẻ là vẫn là nhịp xoang, đúng không? Sóng T đi trước QS. QS thì khá là thanh mảnh. Đấy, với chuyển đạo D2 như này thì chúng ta thì gần như là có thể nói là nếu mà chỉ nhìn chuyển đạo D2 không thì có vẻ như là đây là một cái điện tâm đồ bình thường. Thế tuy nhiên thì khi mà xét đến trục của điện tim ấy, thì chúng ta thấy rằng là D1 thì âm. D1 là âm này. Kèm theo là AVF thì dương. Như vậy là trục lệch phải. Trục lệch phải. Trong trường hợp mà QS thanh mảnh này, trục thì lệch phải này, thì chúng ta cần phải xem xét là bệnh nhân này liệu có bóc phân nhánh tiềm ẩn đằng sau hay không. Thì áp dụng cái tiêu chuẩn của bóc phân nhánh trái sau ấy, chúng ta thấy là dạng R nhỏ, S lớn ở D1, AVL. Thì khi đấy là có thể chẩn đoán xác định là bệnh nhân có bóc phân nhánh trái sau. Thực ra thì chẩn đoán bóc phân nhánh thì có thể bỏ sót thì cũng nếu mà không phải là bác sĩ tim mạch chuyên sâu thì có thể bỏ sót thì cũng không phải là lỗi gì lớn lắm. Tóm tắt lại thì là chúng ta sẽ có bóc phân nhánh trái trước và phân nhánh trái sau. Thì bóc phân nhánh trái trước thì sẽ có trục trái và bóc phân nhánh trái sau thì sẽ có trục phải. Và hai cái hình thái phúc bộ QS mà mình cần quan tâm đấy là chính là giọng R nhỏ, S lớn có mặt ở D1 AVL thì sẽ là phân nhánh trái sau, còn có mặt ở D2, D3, AVF thì nó sẽ là bóc phân nhánh trái trước. Vì là bóc phân nhánh trái trước nó chiếm được hơn 90% mà chúng ta gần như ít gặp bóc phân nhánh trái sau ấy. Cho nên là gần như là chúng ta chỉ quan tâm đến, mình nhớ được cái công thức bóc phân nhánh trái trước này. Thì là gì? Bệnh nhân này có trục chuyển trái QS thanh mảnh mà D2, D3, AVF ấy, tức là sóng S sâu, tức là gì? D2, 2 trong 3 chuyển đạo. Đây, 2 trong 3 chuyển đạo D2, D3, AVF âm thì là mình sẽ nghĩ đến bóc phân nhánh trái sau. Vừa rồi là bóc phân nhánh trái trước và phân nhánh trái sau, và sâu hơn nữa thì chúng ta sẽ có sự kết hợp giữa các bóc nhánh cộng với là bóc phân nhánh thì sẽ có là gọi là bóc hai nhánh. Vậy thì định nghĩa của bóc hai nhánh tức là khi mà có bóc hoàn toàn hoặc không hoàn toàn hai nhánh dẫn truyền ở vị trí là dưới nút như thấp thì sẽ bao gồm là một là bóc cánh phải, cộng với lại là bóc phân nhánh trái trước. Trường hợp thứ hai là bóc nhánh phải cộng với lại là bóc phân nhánh trái sau thì là được chẩn đoán là bóc hai nhánh. Thế thì còn một trường hợp nữa là gì? Nếu mà bóc hai phân nhánh, tức là bóc phân nhánh trái trước và phân nhánh trái sau, như vậy là cộng hai cái đấy thì chúng ta sẽ có bóc nhánh trái hoàn toàn rồi. Thì trong trường hợp đấy thì mình sẽ không thuộc về cái nhóm của bóc hai nhánh. Và như vậy là bóc hai nhánh là khi mà có bóc phân nhánh chắc chắn là có bóc nhánh phải cộng với lại một
trong hai block phân nhánh thì gọi là block hai nhánh. Thì đây là một cái điện tâm đồ 12 chuyển đạo cho thấy rằng là sóng T là nhịp xoang hoàn toàn bình thường. Kèm theo đấy là gì? Trục điện tim D1 dương này. D1 dương, AVF thì là âm. D1 là dương, AVF là âm. Như vậy là trục của bệnh nhân là trục lệch trái. Kèm theo đấy nữa là bệnh nhân này có hình dạng là gì? R nhỏ này, sóng S và R lớn. Với R trước thì thấp hơn R sau. Như vậy trong trường hợp này là bệnh nhân kèm theo đấy nữa là QS thì trên 3 ô. Trên 3 ô. Như vậy là gì? Bệnh nhân này có một là block nhánh phải này. Block nhánh phải hoàn toàn đấy. Cộng thêm với là nghĩa ra là trong việc block nhánh phải thì bệnh nhân thường là có trục phải trong một số bệnh lý bệnh tim bên phải hoặc là tâm phế cấp. Thế thì trong trường này bệnh nhân này trục điện tim lại là trục lệch trái, bởi vì D1 là dương và AVF là âm, là trục trái. Như vậy là mình sẽ đi xem xét là bệnh nhân này liệu có còn cái block phân nhánh trong điện tâm đồ hay không. Thì mình sẽ quan tâm là ở D2, D3 AVF hoặc là ở D1 và AVL. Và cụ thể thì trong trường hợp này là D2, D3 và AVF là chúng ta thấy rằng là có dạng gọi là dạng sóng S là ưu thế, là dạng R nhỏ và S lớn ở D2, D3 và AVF. Như vậy là gì? Bệnh nhân này có trục trái cộng với lại là dạng R nhỏ S lớn ở D2, D3 AVF là đủ tiêu chuẩn chẩn đoán block phân nhánh trái trước. Cộng thêm bệnh nhân này có block nhánh phải hoàn toàn. Và như vậy là bệnh nhân này thỏa mãn tiêu chuẩn là block hai nhánh. Vậy thì nặng hơn nữa thì chúng ta sẽ có block 3 phân nhánh. Block 3 phân nhánh là bao gồm là block nhánh phải cộng với lại là block hoàn toàn hoặc không hoàn toàn ở cả hai phân nhánh trái. Thế tuy nhiên thì nếu như mà đồng thời một thời điểm mà có kèm theo block cả hai phân nhánh rồi thì như vậy là gì? Chúng ta sẽ có hai cái này cộng với nhau, block hai phân nhánh cộng với nhau thì là block nhánh trái, mà cộng với block nhánh phải thì bệnh nhân lại thành BAV3 mất rồi. Thế tuy nhiên thì là cái mà chúng ta sẽ thấy được trên điện tâm đồ bề mặt mà chưa đến mức là BAV3, nhưng bệnh nhân lại có cả block nhánh phải và có cả block phân nhánh, và nó block ở đây không có nghĩa là cắt đứt hoàn toàn mà nó chỉ là chậm trễ về mặt dẫn truyền ở trong hai phân nhánh như thôi. Thì trên điện tâm đồ chúng ta sẽ thấy được cái hình ảnh là block hai phân nhánh như cái ví dụ vừa rồi cộng thêm với 3V1. Thế là ví dụ quay trở lại cái ví dụ vừa rồi, chúng ta có block nhánh phải này cộng với lại block phân nhánh trái trước này thì được gọi là chẩn đoán là block hai nhánh. Thế tuy nhiên thì nếu như bệnh nhân này có chậm trễ dẫn truyền qua nút như thắt nữa, ví dụ như là khoảng PR dài ra tức là trên 200 mili giây, tức là cộng với 3V1 ấy, thì bệnh nhân này là đủ tiêu chuẩn của block 3 phân nhánh. Thế thì đây trong trường này điện tâm đồ này thì khác một chút so với cái điện tâm đồ vừa rồi. Đấy là gì? Đây là D1 dương này, AVF là dương, như vậy là trục AVF là âm, như vậy là trục chuyển trái. Thì còn điện tâm đồ này là gì? D1 là âm, D1 là âm và AVF là dương, hơi khác một chút. Thế thì khác ở đây có nghĩa là gì? Một là bệnh nhân này có đủ tiêu chuẩn của block nhánh phải. Một là gì? Tại D1 là sóng R dương cao, đúng không ạ? Tức là trong block nhánh phải nó có hai hình thái, một là dạng tai thỏ với RS và R lớn. Thế trong trường hợp này là trường hợp thì dạng thứ hai của block nhánh phải, đấy là sóng R dạng đơn pha ở V1. V2 là bắt đầu chúng ta sẽ thấy hình ảnh tai thỏ, đúng không ạ? Và có sóng R nhỏ, S, R lớn với R phía đỉnh sau là cao hơn đỉnh trước. Mức độ QS thì trên 3 ô và đủ tiêu chuẩn của block nhánh phải. Trong trường hợp này được trục điện tim D1 thì âm và AVF thì dương. Vậy là trục của bệnh nhân lại là trục phải, khác với cái điện tâm đồ vừa rồi là trục trái. Thì bệnh nhân này có block nhánh phải, có trục lệch phải. Thế tuy nhiên thì là gì? Chúng ta thấy rằng là dạng R nhỏ S ở D1 và AVL. Trục mà lệch phải mà lại có R nhỏ S lớn ở D1 và AVL. Và D2, D3, AVF là dạng Q nhỏ, đây là dạng Q nhỏ và R lớn. Thì là chẩn đoán là block phân nhánh trái sau. Và như vậy là bệnh nhân này có block phân nhánh trái sau là 1 này. Bệnh nhân này có block nhánh phải là 2 này. Cộng thêm nữa là bệnh nhân này có chậm trễ dẫn truyền, đây là sóng P. P dẫn qua đây với QS tức là gì? Tức là trên gần 2 ô lớn, là khoảng
trên 200 mA rồi thì là chuẩn đoán tiêu chuẩn, đủ tiêu chuẩn của 40 cấp 1. Như vậy là 40 cấp 1 này cộng với là 40 phần hoàn toàn cộng với lại là block phần nhánh trái sau. Như vậy bệnh nhân này là thỏa mãn đủ tiêu chuẩn để chuẩn đoán xác định là block 3 nhánh. Nếu mà nặng hơn nữa, nặng hơn cái tình trạng này thì đấy chính là BRV3 đấy ạ. Như vậy là trong một số trường hợp là mình đi trực mà thấy bệnh nhân có xuất hiện đau ngực này, có hình ảnh là block 3 nhánh, thì một trong những cái mình cần lưu tâm đấy là nếu như bệnh nhân mà xuất hiện biến cố ở đây thì là biến cố chính là đứt hoàn toàn đường dẫn truyền và bệnh nhân này sẽ có là BRV3. Nên là nếu như trường hợp bệnh nhân mà có đau ngực này, có đang chờ đợi men tim mà bệnh nhân này có block 3 nhánh thì cái dấu hiệu mà mình cần phải theo dõi đó là monitor sát, là bệnh nhân này có thể block thức cấp 3 bất kỳ lúc nào. Và một số trường hợp là bệnh nhân vào viện thì ngất men tim không tăng mà có block 3 phân nhánh, thì như vậy là cái thời điểm ngất của bệnh nhân được dự báo là đấy chính là thời điểm mà BRV3 từng lúc, và trong trường hợp đấy thì hoàn toàn bác sĩ có thể chỉ định cho bệnh nhân là có thể đặt một cái tăng tạm thời cho bệnh nhân trong trường hợp mà cấp cứu. Như vậy là tóm tắt về mặt dẫn block dẫn truyền nội thất ấy, thì chúng ta sẽ có là block nhánh phải, block nhánh trái. Block nhánh trái thì có block phân nhánh trái trước, block phân nhánh trái sau, và có block nhánh phải cộng với lại là một trong hai phân nhánh thì có block 2 nhánh, và trong trường hợp mà block 3 phân nhánh là một trong những dấu hiệu chỉ điểm gợi báo gợi ý của block nhánh hoàn toàn. Thì nếu mà chỉ nhìn vào cái bảng này ấy, thì sẽ hơi khó nhớ. Tuy nhiên thì mình sẽ cái mà mình muốn ở đây tức là mọi người sẽ có cái cách nhớ, tức là áp dụng về nguyên tắc vector giai đoạn khử cực và giai đoạn tái cực, tạo nên các cái vector khác nhau khi mà phân tích điện tim ấy. Như trong trường này chẳng hạn thì mình giúp cho mình là hiểu được bản chất tại sao lại có sóng R nhỏ, tại sao lại có sóng S sâu ở các cái chuyển đạo trước tim bên phải hay là các chuyển đạo trước tim bên trái, thì khi đấy thì mình sẽ hiểu và nhớ được sâu hơn.